Kính thưa quý phụ huynh, và ngay sau đây bạn Tuệ Anh độc tấu piano với tác phẩm cổ điển Minuet giọng son trưởng của tác giả Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach là nhạc sĩ sáng tác thời kỳ tiền cổ điển, nghệ sĩ đàn organ và clavecin người Đức. Ông đã có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng cho các bạn thiếu nhi. Xin mời con.